Leo Tạch thuê luật sư Lê Ngọc Luân kiện báo nhân dân. Ông luật sư này hồi trước từng lên tiếng bảo vệ ông Ngô Đình Kình. Thì hôm qua Leo Tạch nó có post bài trên đó rồi, nó thuê ông luật sư này thiệt. Nói chung thôi miễn bàn luôn bạn ơi. Tình hình bây giờ thấy nó gọi là nó không được đẹp cho lắm rồi, không bàn nữa nha. Ông luật sư này thì ghê lắm, gì không đụng, gì không dám đụng tới ổng đâu. Kinh lắm mấy bạn. Tha cho mình con đường làm ăn đi mấy bạn. Vì kiện ai không kiện mà kiện báo nhân dân chính thống của nhà nước là thua chắc. Nói thiệt chứ bạn, mình không tin nó kiện. Nó nói gì thôi chứ đưa mình cái biên lai like mình mới tin. Mà nó nói chuyện với bạn rất là nhiều lần rồi. Cái quan trọng nhất là cái biên lai like. Chứ không phải cái quan trọng nhất là nói cái gì và dọa cái gì. Để cuối cùng xin đồ này. Mà cãi gì nữa mệt tụi em quá. Hậu Hưng nếu Dưa Leo và Di Nguyễn làm kèo xem tri thức và lập luận ai tốt hơn thì Di Nguyễn có dám chơi không? Không, Di Nguyễn không dám chơi đâu bạn. Di Nguyễn đâu có kiến thức đâu, Di Nguyễn đâu có bằng neo nhiều như vậy. Cuộc đời Di Nguyễn chưa có bằng neo nhiều như vậy. Di Nguyễn đâu dám nói cái trường đó dạy bằng tiếng Anh đâu, đúng không? Má trường đại học gì không biết nữa, không biết phải đại học kinh tế không mà nói dạy bằng toàn tiếng Anh không. Mà những cái năm mà tao học thì tao choáng luôn rồi, thiệt luôn á. Những cái năm anh học là những năm đó anh chưa thấy cái trường nào dạy mà toàn bằng tiếng Anh hết đó mày ơi. Nên trình độ của bạn đó đẳng cấp quá, mình không dám tranh luận đâu bạn. Đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai mình không dám tranh luận nữa đó là như vậy nè. Bây giờ á, mình thấy á, ở trong nhà của bạn đó đó toàn là phản động không à. Mà mình á, thì mình rất sợ phản động mấy bạn. Mẹ lỡ nó bay vô nó cắn mình cái nó tôn mình làm idol cái tự nhiên chết ngắt. Cái đó là mình rất là né, mình rất là sợ, các bạn hiểu không? Nên mình không dám tranh luận đâu. Còn cái thứ cuối cùng nữa, tranh luận thắng hay thua cũng đâu được tiền đâu. Tranh luận làm gì, mất thời gian. Ví dụ như bây giờ thắng á, thì người ta cũng không nói tôi hay. Người ta nói trời ơi, thằng Duy Nguyễn hơn thằng đó là chuyện bình thường. Thằng Duy Nguyễn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cuộc sống nó quá trời happy luôn. Thì tinh thần nó thoải mái đó, nó đang ăn thằng đó là chuyện bình thường. Đúng không? Trời đất, ai ai đâu hơn thua với thằng 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 không, không nói được bạn. Không nói được. Hiểu chưa? Rồi lỡ mà xui xui đi, lỡ mà xui xui đám kèo quề sẽ bị thiên hạ chửi. Nó trời đất ơi, tao ai đồ Duy Nguyễn này nọ kia các kiểu, Duy Nguyễn nhìn tướng đẹp đẽ bụng sáu múi đồ, tai to chuột bự đồ, hai tay đều nhau vậy tưởng sao quề thằng kia đồ, trong khi thằng kia không có gì trơn, còn Duy Nguyễn có một điều kiện quá tốt. Nó lỗ lắm bà ơi, má cái kèo đó là không dám chơi, chơi đường nào cũng lỗ hết á, thôi chua lắm. Còn cái kèo gì YouTube nữa mày thấy không, tao làm video cực khổ thấy mẹ luôn à, được có 20-30 ngàn view à. Nó còn bạn đó làm video ghê lắm bạn, nói về YouTube nha, bạn đó làm video rất là ghê. Bạn đó làm video một phát một lên 100 mấy ngàn view luôn, làm clip chửi anh 100 mấy ngàn view luôn, tao sợ rồi, sao dám chơi bà, đúng không? Sao dám chơi, nhiều cái lỗ lắm. Mà trong khi vị thế của mình á là mình là giám đốc doanh nghiệp chứ mình không phải là YouTuber, nên cái khả năng ăn nói của mình không có khéo, mình không có đầu tư cho kênh YouTube nó nhiều nữa, bạn hiểu không? Nên cái kênh YouTube của tôi lạng tàn không nhiều đó, cốc mà. Bạn kia làm video tốt lắm, nội dung bạn ấy được đầu tư tốt lắm bạn. Tức là những cái câu nói bạn được chuẩn bị rất là kỹ, bạn này bạn kia bạn nói với tao chút vô, bạn cắt ghép bạn stream video lại rất là ngắn. Video của bạn đó rất là thuyết phục nha các bạn, rất là ok về mặt làm video đó. Còn video của Duy Nguyễn nó sầm sàm ba láp, không có khỉ khô gì hết trơn á. Nhiều khi tôi ngồi tôi đứng tôi bia tự nói tự cười mình tôi vậy đó, hiểu không? Tự nói tự cười tự chém gió của mình đó. Xong ai thích thích coi 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 video dài bà cố luôn. Mà vì mạng xã hội cũng nên có hai cực, Dưa Leo và Duy Nguyễn khác nhau như vậy thì xã hội mới phát triển được, nên ủng hộ cả hai người. Ủng hộ được cái gì rồi, ủng hộ được gì rồi, hay ủng hộ bằng cái miệng? Chỉ có những thằng nào nó ủng hộ bằng cái miệng nó mới nói câu ủng hộ hai người. Còn tôi nói thiệt á, tôi với thằng đó là hai cái thằng mà thuộc dạng đối lập nhau hoàn toàn luôn á. Thường á là các bạn đóng tiền học phí cho nó là các bạn không bao giờ bạn mua súp của tôi hết đó, hiểu không? Và ngược lại, nếu các bạn đã tập gym rồi mà các bạn đã mua súp của tôi rồi thì một xu các bạn cũng không cho thằng đó nữa. Còn mấy cái đứa mà nó ủng hộ một nước miếng á, thì nó ủng hộ 20 người luôn chứ không phải nó ủng hộ một hai người đâu. Đó là anh nói thiệt thôi, có thể em buồn anh chịu nhưng mà tánh anh người miền Nam mà nói thẳng, anh không có vòng vo các bạn. Sư phụ thằng kia là trương chột à, tầm bậy tầm bậy. Sư phụ thằng kia nó xuất phát từ câu chuyện này, từ câu chuyện mà cầm tờ báo mà hai cái tay đều nhau đó bạn, từ cái câu chuyện mà cầm tờ báo mà hai cái tay đều nhau thì người ta mới dẫn chứng ra một điều à, là mới thay tay à, tức là mới thay cái tay cũ bằng một cái tay mới à. Mà cái câu chuyện thay tay này á thì nó đã có tiền lệ, nó đã có tiền lệ rồi. Ngày trước cách đây 2-3 năm cũng có cái ông kia đó, ổng mọc lại cái tay đúng không? Mà theo nguyên tắc á, nhất là xét về tuổi tác, hai là xét về vai vế,
Thì bây giờ ông kia ông lớn tuổi hơn mà ông có cái tiền lệ này thì là sư phụ, còn người này nhỏ hơn mà sau này gặp cái trường hợp giống vậy kêu là đệ tử. Tao anh chỉ biết giải thích vậy thôi à, còn không hiểu nữa thôi anh bó tay, anh không giải thích nổi nữa. À, anh ơi, xem vụ Dưa Leo nói về báo Nhân Dân rồi, Dưa Leo nói đúng mà còn thuê luật sư nữa này nọ, thằng viết báo và báo Nhân Dân toan thật rồi, hy vọng anh Duy Nguyễn trả lời em. Thì cái đó em cảm thấy toan đó thì em chia buồn với báo Nhân Dân đi, chứ còn anh là cảm thấy không có gì toan hết á. Theo góc độ hiểu biết về luật pháp và kiến thức của anh thì anh thấy chuyện đó rất là bình thường. Bây giờ anh hỏi tụi em nha, cái đơn kiện nó nộp ở tòa nào tụi em biết chưa? Thì bây giờ tụi em hỏi anh, tụi em phải cho anh cái đơn kiện nó nộp ở tòa nào đó, alo có ai thụ lý hồ sơ đó rồi anh hỏi thăm đồ thì mới biết được chứ. Các em chỉ trả lời cho anh là cái đơn kiện đó nộp cho tòa án nào, người thụ lý hồ sơ là ai vào thời gian nào, như vậy mới biết được, thế thôi. Còn ở một chiều ngược lại á, theo tình báo anh nhận được á mà anh không hề công bố á, thì tác giả viết ra cái bài báo đó chắc cũng đang ngồi thẩm thỉ trong đầu rep comment tớ sợ quá cơ, tớ sợ quá cơ. Người ta dậy sớm viết báo mà tụi fan thằng kia với lại thằng kia cứ nghi vấn, viết báo 3:46 sáng không ai kiểm duyệt. Nó tóm lại ở đó chỉ là lý do nói chuyện kiểu con nít thôi, báo đăng muốn đăng mấy giờ thì đăng thôi. Nhiều khi lúc mà đặt lịch thì ông nội kia uống cà phê hơi lố một phát một, nhấn lộn vài số thôi làm gì ghê vậy. Cái chuyện đó đâu có nói được cái gì. Nếu là Duy Nguyễn không có khả nghi vô mấy cái vấn đề đó, không có khả nghi vô cái điểm đó. Đó, mà khả nghi vô cái điểm là tại sao trên báo Nhân Dân lại xuất hiện một cái bài viết như vậy, thì mình phải đi giải quyết vấn đề. Alo liền tòa soạn báo Nhân Dân coi cũng có lỗi lầm, có xong tin ron chỗ nào hay không chứ. Nói chung đó là cách giải quyết của bạn đó thì kệ bạn đó. Duy Nguyễn không giải quyết như vậy ok, mệt quá. Theo Duy Nguyễn, Luli từ bỏ Việt Nam để trốn sang Hàn, chấp nhận sống lưu vong bất hợp pháp cả chục năm, nếu không bị bắt ở và tù đài đuổi về Việt Nam thì liệu Luli có về Việt Nam định cư? Vậy Luli khác gì Ba Que? Ôi khác nhiều chứ mày, đúng không? Khác nhiều. Ví dụ như bây giờ anh Luli á thì anh đi qua Hàn, nó còn truy stick thì đi qua Mẻo là biết nó khác rồi, đúng không? Nó khác rồi. Còn bây giờ ông Luli á, ông không có bỏ trốn qua Hàn, ông đi đàng hoàng, không có cách nào mà bỏ trốn được hết á, hiểu không? Có ví dụ như mày nói giờ mày nói thẳng luôn, chấp nhận cho ông Luli ông đau một lần, nhưng mà để cứu là danh dự cho ổng, là cái visa của ổng hết hạn thì lúc đó ổng mới trốn. Thì cái chữ trốn của ông Luli á là ổng lúc đầu ổng là hợp pháp, rồi sau này ổng mới phạm pháp, đúng không? Còn truy tích là nó phạm pháp ngay từ lúc đầu luôn, mà nó khác location nữa, thì cái điểm này không thể nào so được. Rồi em hiểu chưa? Em hiểu không? Nó còn ông Luli á là ổng đi qua Hàn, ổng là làm mướn chứ không phải là lưu vong. Lưu vong khi nào Việt Nam mà từ chối hiểu rồi đó, Việt Nam miễn hiểu rồi đó thì mới gọi là lưu vong. Thí dụ như trường hợp của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là lưu vong, Bùi Kim Thành là như vong, lưu vong, đúng không? Sư phụ của thằng kia là lưu vong. Cái chỗ mà sư phụ của thằng kia thì anh đam hơi trụ tượng nghe, ai không hiểu anh đam sư phụ của thằng kia đó thì chút xíu tụi em giả bộ đưa pháo đi cho thích cho. Còn ông Luli á, ông đi qua Hàn, ông làm mướn á là hợp pháp, cái quốc tịch ở Việt Nam của ông vẫn còn, thì không thể nào gọi là lưu vong được. Ok, cái điểm này phải nói cho rõ. Rồi cái chuyện mà không bị bắt ở tù mà có về Việt Nam hay không á, thì anh xin khẳng định với mày trên 90% là ổng làm tao hỏi chán không về à, đúng không? Ổng làm tao hỏi cũng chán không về, tại vì gia đình vợ con rồi cha mẹ ở Việt Nam, không về Việt Nam ở bển sao vô được quốc tịch, kiểu dừng phải về thôi. Ổng còn công ăn chuyện làm thì ổng ở bển ổng làm, ổng kiếm quan đó. Còn khi mà công ăn chuyện làm nó không còn nữa, hoặc là ta không nhận nữa, hoặc là lúc đó cần phải về là ta về thôi. Nói chung á, chẳng qua là ông Luli ổng xui thôi, nó trắng là vậy, tội con nhỏ xíu à. Đó, đồng ý là ổng có tội, nhưng mà cái tội con nó nhỏ lắm, mà mấy cái thế lực thù địch đó lợi dụng cái dịp này làm cho ghê vô, lạ cái gì nữa ba. Chứ em không thể nào cáo buộc ông Luli như vậy. Một người nào có tội gì tội, mình phải nói cho đúng bản chất.